Quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 31 đến 34 độ. Dự báo mưa dông ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 3 tháng 8. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại cả khu vực trũng thấp và cả khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với miền Trung, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và tối xảy ra mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 33 đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 170 mm. Mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới, nhiệt độ ở Tây Nguyên từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ ở Nam Bộ từ 28 đến 31 độ. Trên biển ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Tàu thuyền và các hoạt động hàng hải tại những vùng biển trên cần lưu ý đề phòng. Bây giờ là phần dự báo thời tiết cả khu vực của tỉnh Quảng Bình đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ, độ ẩm từ 58 đến 84%. Khu vực miền núi, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm từ 60 đến 94%. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ, độ ẩm từ 59 đến 78%. Phần dự báo nhiệt độ của cả vùng trong tỉnh sẽ kết thúc bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.